Ngọc Lan kính chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. À, kính thưa quý vị, à, nếu cách đây à, 3 tháng, no. không, hơn hơn 3 tháng trước, tại thấy 6 thời tháng gian, đó. thời gian nó nó rất lẹ quá, <laughs> thấy thời gian nó lẹ quá. Thì à, Ngọc Lan đã giới thiệu đến à, quý vị à, sự xuất hiện của ca sĩ Lê Uyên, mà thường cứ ngày là Lê Uyên Phương, nhưng mà ngày hôm nay lần đó đó thì là để giới thiệu về chương trình đó là tuyệt tác phẩm thế kỷ 20. Và với cái thành công của chương trình đó thì hôm nay cô Lê Uyên lại quay trở lại để giới thiệu với chúng ta một chương trình mới sắp sửa được bắt đầu. Xin chào cô Lê Uyên. Chào Ngọc Lan, xin chào tất cả quý vị. Yeah. Um, nói là cứ cứ nhớ cô nói là nửa năm rồi mà Ngọc Lan cứ nhớ là mới đây thôi. Yeah. Thì chương trình Tuyệt tác thế kỷ 20 yeah. đúng không? Rồi bây giờ đó thì cái chương trình Việt Nam theo dòng lịch sử. Phải nói là cái tên của chương trình là nó nó nghe nghe nó rất nó vừa thơ mộng mà nó vừa lớn lao nữa thì lý do cô chọn cái tên cái chương trình mà nó nó lớn đến như vậy ý nghĩa đó là gì cô việc đầu tiên là nghe vậy là đã thích thú quá rồi thấy chương trình ngọc lan mà đã thấy lớn là thì đã vui lắm rồi thật sự ra thì cái chương trình này à, giống như những chương trình sắp tới hoặc đã qua cô vẫn là cái chương trình ấp ủ từ lâu lắm rồi cô vẫn muốn làm những cái chương trình mà nó có nó có lợi ích lợi ích cho cái sự tìm hiểu của giới trẻ hoặc là gợi lại cho chúng ta đó một cái một cái thời mà một cái thời mà mà không ai có thể quên được nhưng mà có lẽ cái thời mà cô sắp sửa nói tới giai đoạn của nói tới thì ngọc lan chưa sinh ra đời đó dạ yeah, tại vì ngọc lan thấy cái <laughs> cái tên này Việt Nam theo dòng lịch sử yeah. thì nó là phải xa 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 lắm xa lắm xa lắm Dạ, yeah. 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 đây là những cái bà, những cái chương trình mà cô muốn à, cô muốn cho mọi người thấy được vừa vừa nhìn thấy hình ảnh và âm thanh âm thanh từ những bài nhạc được viết từ những cái năm toàn quốc à, đứng lên để kháng chiến chống pháp, pháp. Hmm. cho đến hiệp định geneva cho đến 54, mươi wow. rồi bảy và cho đến sau này và wow. dạ yeah. vậy Thì... là nó sẽ thâu tóm rớt rất là nhiều đó rất là nhiều mà ngọc yeah. lan sẽ hình dung là những bài mà coi như là nếu như mà cô đã chọn một cái chương trình nó mang một cái chiều dài lịch sử mà xuyên suốt như vậy là coi như là bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng là mình sẽ coi như là gom hết rồi đúng rồi cái đó đúng không? là cái điều khó đó yeah. điều khó là bởi vì uh, trong một cái chương trình nó chỉ trong chừng có hai, hai tiếng hai tiếng rưỡi đồng hồ mm. làm sao để mình có thể nói đầy đủ được thì cái điều đó là cái điều mà cô khó nghĩ nhất suy nghĩ thật nhiều để chọn ra một hai bài đặc trưng tiêu biểu cho cái giai đoạn đó thì mỗi cái mỗi cái biến động thì dĩ nhiên một cái giai đoạn của những thì nó thường có nhiều có nhiều bài nhiều bài lắm thì mình sẽ chọn một cái những cái bài nào mà khi cô tin rằng khi mà cái người người nghe được cái bài hát đó thì khách người ta sẽ biết bài bài hát đó được viết trong giai đoạn nào cái sự tuyệt vời nó nằm ở chỗ đó dạ yeah, nghĩ đó là một cái khó khăn khó khăn đúng không con khó khó, yeah. khó khó khăn. làm sao tại vì đối với lại những người mà yêu nhạc mà sống bằng cái cái giống trong giống như là uh, thức ngủ gì cũng đều là như... sống với nhạc như yeah. vậy đó yeah. thì uh, nghe bài nào mình cũng sẽ thấy thích hết đúng và bỏ bài nào mình cũng sẽ tiếc tiếc hết đúng 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 <laughs> cái đó mới là khó chứ yeah. cho nên mình phải tìm chọn một cái bài nào mà nó thích hợp nhất nó tự, nó, nó 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 là là nó đặc biệt nhất để mà khi người ta nghe người ta biết là à cái bài đó được viết vào cái năm đó ừ. Ừ. cái vâng. may đó cái may của cô đó là khách tham dự đó trong những chương trình vừa qua là những người mà cô nghĩ là họ có đủ tư cách để biết được những điều cô nói toàn toàn những người lớn không những người mà đã như là chứng nhân trong những cái giai đoạn lịch sử đó ừ. thành ra là cũng dễ để cho mình 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 đưa đến được người nghe cái 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 những cái điều mà mình muốn nói. Dạ. Yeah. Yeah. Ờ, cô Lê Uyên, ca sĩ Lê Uyên là người nếu mà thật ra đó cái lứa của Ngọc Lan á thì đôi khi là lúc đó là lúc mà chưa làm việc với cô thì không biết không biết ca sĩ Lê Uyên mặc dù mình có nghe những thế hệ lớn hơn thì nhắc đến Lê Uyên Lê Uyên Phương nhưng mà Ngọc Lan nghĩ đối với lại những khán giả ở hải ngoại những người lớn hơn và bắt đầu sau này đó thì khi mà tìm hiểu thì sẽ biết là ca sĩ Lê Uyên là là hát cái dòng nhạc như thế nào à, Lê Uyên gắn liền với Lê Uyên Phương và đặc biệt á là cô có một cái giọng hát không có lẫn vào đâu được cũng như là một cái sắc vót không thể nào lẫn đi đâu được hết Ôi, đó nó làm nên một cái cái gì đó rất là riêng của uh, ca sĩ Lê Uyên à, thì uh, khi mà cô nói là cô chọn cái dòng cái dòng nhạc mà theo cái chủ đề là Việt Nam theo dòng lịch sử ừ. tức là bắt đầu từ năm uh, 1954 ba, 37 37 rồi yes, 37. Vâng. 37 như vậy thì cái tự... cô có thể tiết lộ một chút xíu là cái bài nhạc cũ nhất sẽ là bài nào mà nếu nói ra bây giờ thì nó nó hết đặc biệt rồi gì? hết nào? đặc biệt hả? ừ rồi. phải bí mật chứ bí mật phải bí mật chứ 37 mà, rồi 45 54 75 dài thì, đến bây giờ rồi 95 rồi ta ô oh, như vậy thì bao mỗi bài sẽ mỗi giai hiện? đoạn mỗi giai đoạn nó sẽ có có những cái bài nhạc mà cho chúng ta thấy được cái cảm xúc và cái 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 cái, 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 cái là cái cảm hứng rất là là mạnh mẽ từ những người nhạc sĩ sáng tác những cái bài hát đó Ngọc ừ. Anh hỏi tiếp đi. Vừa à, đi. À, bởi vì đùng đến nhạc là cô nói là say xưa, rồi Ngọc <laughs> Lan cũng nghe say xưa. <cười> <cười> là muốn hỏi á là khi mà cô chọn một cái chương trình mà nó mang cái cái chủ đề nó nó rộng nó lớn như vậy ừ. thì như hồi nãy cô nói là cái tiêu chuẩn để cô chọn những cái bài hát nó như thế nào nó ừ. phải tiêu biểu cho từng giai đoạn ừ. để làm sao khi mà người ta nghe là người ta có thể người ta biết biết được biết, được, biết yeah. được nó là như thế nào Đúng rồi. và dĩ nhiên những cái nhạc sĩ nổi tiếng ở trong những cái giai đoạn đó để đi qua ừ. rồi một cái chương trình dài như vậy ừ. làm sao cô có thể thực hiện được chỉ trong gói gọn một một cái cái chương trình chỉ có hai uh, ba tiếng đồng hồ. Đó là một điều khó khăn khác nữa. Yeah. Đúng như thế. Ừ. Một chương trình thì cô không muốn làm nó quá dài. Ngắn thì không đủ, nhưng mà nếu dài quá thì cô nghĩ là nó 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 làm cho người ta mệt. Thành ra rốt cuộc cô chỉ chọn trong 24 bài mà thôi. 24, hai, bài. Bài, thôi. Ừ. Đó, 24 như, bài, 24 bài thôi. Thì đó, thì đó là những 24 bài Thì suy nghĩ ghê lắm để nghĩ ra cái chủ đề đó đã là một cái điều khó rồi phải ấp ủ lâu lắm nó mới thành hình rồi tới khi có rồi mình bắt đầu chọn bài ừ. thì bài nào bài nào như ngọc đang vừa nói bài nào cũng hay hết ừ. thì làm sao thì mình chọn những cái bài mà tiêu biểu nhất nghĩa là đặc biệt nhất khi nghe người ta biết được đó là giai đoạn nào thì thì cô phải cố gắng để làm được cái điều đó yeah. Trước khi mà tiếp tục nói về cái cái nội dung của cái chương trình ca nhạc mang chủ đề là Việt Nam theo dòng lịch sử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 tới đây, thì Ngọc Lan muốn muốn hỏi cô một uh, chút xíu ở, ừ. ở bên lề. Ừ. Tính đến thời điểm này là ừ. cái thời gian mà cô đi hát là mấy chục năm? Uhm, từ 69. 69, 69 tức là 54 50, năm mươi 54 năm rồi, đúng không? Wow, 54 năm à, để 69 giá. Dạ, yeah. yeah, 54, 54 yeah. năm để đứng trên sân khấu. Sân khấu theo cả cả hai nghĩa nhiều khi cái cái thời mới là sân khấu nó không phải là nó ánh đèn lung linh như bây giờ đúng không yeah, cô? Yeah. Thì cái điều mà nó nuôi dưỡng cô làm sao để cô có thể tiếp tục tiếp tục mà giữ vững giống như là cái cái ngọn yeah. lửa đam mê đó suốt 54 năm. Có lẽ cái ngọn lửa đó đến từ từ nhỏ, từ lúc ừ. gặp chú thì đúng hơn. Ừ. và từ đó nó đã bị tắt liệm lúc mà chú mất. wow. Dạ. 7 ừ. năm sau khi chú mất, yeah. cô không muốn hát. tại vì nó không còn một cái gì để mình có thể tiếp tục cái điều mà mình đã tiếp tục trước đó. nhưng mà sau đó vì vì tình yêu dành cho chú, vì muốn mọi người còn nhớ chú và mình vẫn còn hát được tại sao mình không tiếp tại vì chú còn nhiều bài lắm ừ. tại sao mình không tiếp tục hát những bài đó để cho mọi người thấy được cái 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 tài cái tài năng của một cái người nhạc sĩ mà cô nghĩ rằng là hình như tới bây giờ cô chưa thấy một người nào mà nói mà không thương chú ấy. người nào cũng thương chú người nào cũng khen chú ấy. thì cái đó cũng là một cái điều rất là hãnh diện đó yeah. à, quý vị có thể nhìn thấy á, ở trong cái cái thị trường gọi là thị trường À, ca nhạc bây giờ âm nhạc bây giờ đó rất rất là nhiều những ca sĩ mà nổi lên rầm rộ nhưng mà rồi cũng rất nhanh sau đó biến mất người ta không nghe tên nghe tuổi gì hết ừ. nhưng mà một ca sĩ đi xuyên suốt 54 năm như vậy và người ta vẫn phải nhớ phải nhắc thì đó là một cái điều không dễ xin mời quý vị cùng trở lại với uh, ca sĩ lê uyên và ngọc lan sau phần thông tin thương mại Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục chương trình trò chuyện của Ngọc Lan cùng với ca sĩ Lê Uyên để giới thiệu về một chương trình ca nhạc độc đáo sắp tới mang tên là Việt Nam theo dòng lịch sử sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 tới đây. À, thì trước cái phần quảng cáo đó Ngọc Lan đang đang đặt cái câu hỏi suy nghĩ làm sao mà một ca sĩ có thể duy trì được giống như là cái phong độ của mình, cái lòng đam mê của mình, giống như là ngọn lửa của mình đối với âm nhạc mà xuyên suốt 54 năm, mặc dù có giai đoạn là gián đoạn, giai đoạn đó nhưng mà cái, cái lạ đó Nếu bây giờ nhiều ca sĩ vừa lên Xong rồi thấy người ta không để ý đến mình cái Phải làm những cái scandal Để cho người ta phải nhớ Nhưng mà ngủ chóng ai nhớ Đằng này cô gián đạo 7 năm Sau khi mà uh, uh, Chua Nhạc mắt. sĩ uh, uh -huh. uh, Người chuyên viết nhạc Để cho Lê Uyên <laughs> hát nó uh, qua đời Nhưng mà cái điều đó Người ta không làm người ta quên đi Không làm người ta quên đi cô Mà khi cô trở lại sân khấu Vẫn được đón nhận rất là nồng nhiệt Ví điều... <laughs> Cô nghĩ rằng là tất cả những ừ. cái điều, những điều mà Ngọc Lan vừa nói đó có lẽ là đến từ khán giả. Ừ. Dạ, à, cô với chú đã được hát từ cái thời đó thì được hát trên một cái sân khấu, một cái bục nhỏ thôi với hàng trăm khán giả ở dưới, đã là một cái điều tuyệt vời thời đó rồi. Rồi theo thời gian, ừ. qua những cái biến đổi, những cái mới của, của thời đại À, thì mình đã hát được những cái sân khấu nó lớn hơn, rồi lại hoành tráng hơn, đèn đuốc được nhiều hơn, khán giả đông hơn. Ừ. cái sung sướng là mình đã đi từ một cái thô sơ đến ừ. một cái hoành tráng mà mình vẫn được yêu thương, ừ. không có gì hạnh phúc bằng. Yeah. thì cái đó đến từ đâu? đến từ khán giả. Ừ. thì dĩ nhiên là khi mà hát, khi còn chú thì cô chú vẫn là hát là hơi thở của mình ừ. lúc nào mình đâu có thể làm lơ với hơi thở mình được mình đâu có thể nằm mà mình mình muốn thở yếu lúc mà muốn thở mạnh mẽ Nhưng mà cũng có lửa hết cho nên là cái đó là cái điều mà cô nghĩ vì cái sự thương yêu và dĩ nhiên với ừ. cái dòng nhạc mà cô nghĩ là tới giờ phút này cũng nhiều người nói rằng dòng nhạc của chú Phương nó rất lạ rất đặc biệt dạ. thì có lẽ điều đó cũng giúp được cho cô còn đứng được trước khán giả và tới bây giờ là sau hơn 50 năm Cô vẫn hát được Vẫn được yêu thương Thì cái điều đó là hạnh phúc rất lớn à, Không chỉ là dòng nhạc uh, lạ độc đáo. Ngọc Lan vẫn nhớ hoài những cái cái bài hát đó, ừ. nhưng mà tại vì những bài hát đó ví dụ như là dạ khúc cho tình nhân, rồi vũng lầy của chúng ừ, ta vân ừ. vân. Nhưng mà qua cái giọng hát đã nói là giọng hát của cô Lê Uyên thì không có lẫn vô đâu được hết Không giống ai đó. hết, không <laughs> giống Thì nó lại càng làm cho mình phải phải nhớ, phải nghe nó có một cái gì đó nó nó rất là khó tả. Ừ. Nhưng mà trở lại với chương trình à, Việt Nam theo dòng lịch sử thì Ngọc Lan thấy ở trên poster của cô á, ở chương trình của ca sĩ Lê Uyên cũng không có một độc đáo nữa ừ. là luôn luôn xuất hiện những cái gương mặt rất là mới ừ. rất là trẻ, ừ. à, ví dụ như lần này có Thúy An, là Vũ Đăng Thi, là Ngọc Dung, nè, Thùy Nga, nè, rồi à, Ngọc Hoa, Quang Thịnh, à, Quang Tố và đặc biệt là một người người Trễ quen lắm. nữa, cao bất thông. Ừ. <laughs> đó thì lý do tại sao cô à, muốn có những cái 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 gọi là nhân tố mới à, ừ. xuất hiện ở trong chương trình của mình? À thì như là Ngọc Lan cũng như một số quý vị biết là một cái chương cái một cái show nhạc mà toàn những giọng ca thành danh chuyên nghiệp thì mấy chục năm nay rồi, ừ. ai cũng làm được hết á. Yeah. Đúng không? Ừ. Thì cô ngược lại cô muốn làm một cái chương trình với những giọng hát mới mà với cô là những giọng hát có thể làm cho người nghe xúc động, xúc cảm. Ừ. Cái đó đối với cô mới quan trọng. Yeah. một giọng hát hay hay ở đây là hay hay là tùy lỗ tai của từng của, của người nghe đúng ờ và vậy vì yeah. vậy thì bây giờ hát như thế nào không biết ừ. nhưng mà hát sao mà tự nhiên tôi thấy tôi còn nhớ hoài tôi xúc động thì cái giọng hát đó đối với cô là giọng hát hay ừ. mày? thì những giọng hát này nó rất đặc biệt thì mỗi giọng hát trong chương trình này nó có một cái thể hiện khác nhau và một và tất cả đều hát với cảm xúc cô thích vô cùng, thành ra cô muốn và hơn nữa là các bạn các anh chị này lại có cùng một cái chiều hướng âm nhạc như cô, ừ. đồng thời rất đam mê trong cái việc ca hát. có nhiều người uh, tuổi không còn nhỏ đâu, ừ. cũng cũng cô nghĩa là trên bảy chục đó. Yeah. và cái người trẻ nhất trong nhóm này là cao bá thông, ừ. mình là một cái giọng hát trẻ nhưng mà nó cũng có đam mê như vậy và cũng có rất cảm xúc. Mặc dù nó không có sống trong cái thời gian Những bài nhạc đó ra đời Nhưng nó vẫn thể hiện được Cái hồn của bài nhạc đó Thì tất cả những người trong từ chị Thúy An Cho đến Ngọc Dung, Thùy Nga Quang Thịnh, Quang Tố Cao Bá Thông Chị Đan Thi Là những người mà có thể nói Cô tin rằng mọi người Những người đó sẽ đem lại Cho tất cả quý vị Trong cái đêm nhạc đó Cũng như về sau này Những cái cảm xúc mà quý vị có có thể không thấy được ở bất cứ giọng hát nào. Ừ. Yeah. À, đôi khi á Ngọc Lan nghĩ á ở trong cái cái cuộc đời của mỗi người cái đam mê của mình. À, hay là cái khả năng của mình đôi khi mình chỉ cần có cái người nhìn thấy và cho mình một cái cơ hội quá đúng dạ một cái đúng. cơ hội được xuất hiện đôi khi cái người đó hát hay nhưng mà họ không có một cái cơ hội không ai cho họ một cái cơ hội để họ xuất hiện hết ừ. thì ngọc lan à, cái điều mà mà khiến ngọc lan cảm thấy rất là à, quý mến ở cô lê uyên tức là cô cho người ta một cái cơ hội được xuất hiện và cái cơ hội đó sẽ đưa đến khán giả và khán giả sẽ cảm nhận được những cái giọng hát mới này uh, nó sẽ như thế nào ừ. đúng không cô đúng yeah. cô nghĩ đó là duyên yeah. uh, cái sự gặp gỡ ai đó hay làm việc với ai đó yeah. hay là mình bắt gặp một cái bài hát nào đó vẫn là một cái một cái duyên uh. yeah. chứ còn nhiều lắm làm sao cô họ gặp hết được đúng đúng, đúng, đúng. đó, yeah. đó là cái uh, nhưng mà đó cái, cái may mắn ở trong đời thành ra nhiều khi mình À, mình nói chuyện với những người người ta thành công hoặc là như thế nào đó ừ. thì họ đều nói là ở oh, cái cơ may đến là là cái là người đã đó. trao cho họ yeah. cái cơ may đó yeah. à, đối với lại à, chương trình này thì à, lần trước á, thì cái chương trình mà tuyệt tác phẩm thế kỷ 20 ừ. thì cô nói ở oh, cô ấp ủ một cái chương trình nó lớn hơn à, nó nó rộng hơn thì bây giờ cái mục đích mà cô muốn nói ở trong chương trình này là gì um ủ thì nhiều lắm, úi trời cũng quá xá nhiều, tham lam mà thành ra thích lắm thích cái này thích chương trình ừ. chương trình kia và luôn luôn muốn làm mới, không có muốn làm giống bất cứ một cái chương trình nào mình mình đã mình đã xem. thì cho cái mục đích của cái chương trình ngày hôm nay đó là cô muốn nói lên cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam à, ngoài cái cái sự chịu đựng đau thương mất mát gian nan nhiều thứ khốn khổ thì một cái đức tính đó là một đức tính ưu việt của dân tộc Việt Nam mà không phải dân tộc nào cũng có nói lên được cái sức sống rất mãnh liệt của người Việt Nam thì qua bao nhiêu cái giai đoạn của lịch sử bao nhiêu năm thì mình đã thấy rồi tinh thần người Việt Nam lúc nào cũng muốn nó tốt hơn, cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Thì đó là cái điều mà cô muốn nói trong cái chương trình này. Qua âm nhạc để mình thấy được là tinh thần của họ luôn luôn cao và chịu đựng mà không phải người nào cũng có, không phải dân tộc nào cũng có. Dạ. Rồi... Um khi mà bây giờ những người mà nghe chương trình và họ muốn họ muốn được đến xem cái chương trình này thì họ sẽ liên lạc ở đâu để tìm vé rồi nó như thế yeah, nào cô? Dạ. Yeah. Thì cũng như lần trước cô chọn cái cái studio SBTN là bởi vì nó chứa vào khoảng chừng 250 người thôi là một cái số khách mà cô nghĩ là lý tưởng, Lý tưởng. Đủ ấm cúng và ấm cúng để cho mình nói nó rõ hơn và ừ. cái người tham dự nó cũng thấy mình gần gũi hơn. Ừ. Là một cái rạp lớn thì uh, ngày thứ 6 6h30 thứ 6, 8 tây tháng 12 tại SBTN. Uh, đặt vé thì xin tất cả quý vị gọi cho uh, 714 725 54 44 ạ. 725 5445. Dạ. Yeah. Cái giá vé VIP vẫn là 100 đồng ừ. và cái vé bình thường là 60 đồng. Thì cái vé VIP thì nó có số ghế để mình có thể có có chỗ để mình ngồi mình chọn lựa. Còn cái số bình thường thì ai vào trước sẽ vào trước. Wow. Sẽ ngồi yeah. trước. Xin cảm ơn Ngọc Lan, xin cảm ơn Đài Little Sài Gòn. Đặc biệt cảm ơn anh Đinh Quang Đinh Xuân Thái đã cho tôi được có dịp để nói lên tất cả những cái những cái mơ ước, những cái chương trình của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả và mong gặp tất cả quý vị trong cái ngày 8 tháng 12 tới đây. Xin cảm ơn. Yeah. Ngọc Lan nghĩ rằng là đây sẽ là một chương trình ca nhạc khá là lý thú để cho tất cả quý vị cùng có cơ hội để mình nghe nguyên một cái dòng nhạc Việt Nam theo dòng lịch sử và đặc biệt với sự hiện diện của cô Lê Uyên, ca sĩ Lê Uyên cùng với nhiều những cái giọng hát mà độc đáo khác không phải là lúc nào mình cũng có thể có cơ hội để nghe. Cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.